Xin chào chị và các bạn, và mình là Hoàng Vũ. Rất vui được gặp gỡ các chị qua đoạn clip chia sẻ hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần của chủ nhật. Vũ đã dành một chút thời gian ngồi trong quán cà phê để uống cà phê và làm việc, cũng là tranh thủ mình có một đôi lời tâm sự cùng anh chị em đã follow hoặc đăng ký cái YouTube của Vũ. Thực sự là vừa thời gian vừa qua thì vì là mình có công việc mới nên khá bận các chị, vì mình theo guồng một năm trời để mình dành thời gian để mình có thể là ngồi thiền và tu tập. Sau đó thì mới đây thì cũng mới bắt đầu công việc để mình có một cái công việc mới, thì là vào guồng công việc thì nó khá bận mà mình không còn thường xuyên để làm clip nói về vấn đề chia sẻ tâm linh, mà mình chuyển sang làm nhiều hơn về những cái clip để làm về phục vụ cho công việc kinh doanh nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì cái công việc mà thiền định và tu tập thì vẫn đều đặn, và vẫn có cái lớp học để cho tất cả anh chị em mà đang mong muốn là thiền định, thì Vũ vẫn đang hỗ trợ, vẫn đang có cái lớp mở thường xuyên. Hôm nay thì Vũ sẽ bắt đầu một câu chuyện, đó một câu nói mà Vũ thường chia sẻ với tất cả các bạn trẻ hoặc là với tất cả các anh chị mà đang gặp khó khăn trong cuộc sống, là gì. Vũ hay bắt đầu với câu chuyện là vào một ngày đẹp trời thì có một cái anh thanh niên đi làm, và vợ thì mới sắm cho anh một bộ vest cực kỳ đẹp để anh có thể bắt đầu một công việc mới may mắn và thuận lợi, để gặp gỡ khách hàng cho nó mang cái dáng vẻ lịch sự, đúng không ạ? Thì anh vợ bước ra khỏi nhà thì không may thì có một con chim nó bay ngang qua và nó đã ị lên vai áo của anh một cái bãi phân. Thì nếu anh chị là những người mà là bình thường đó các chị ha, là một người mà trong tâm ta không bình an và luôn luôn có một sự cáu gắt, thì chắc chắn anh chị sẽ rất chi là bực tức và không hài lòng, và anh chị cho đó là một cái gì đó nó thiếu may mắn và không xua đuổi cho một ngày mới hoặc là một ngày bắt đầu cho một công việc, đúng không? Và cuộc sống của chúng ta cũng như vậy đó. Tuy nhiên anh thanh niên này anh phản ứng một cách rất chi là hài hước và vui vẻ, đó là gì? Anh nhìn lên trời và nói là cảm ơn Thượng Đế, vì Ngài đã không cho loài bò nó biết bay. Tức là cái cách mà anh phản ứng cái việc nó đến cuộc đời của anh là gì? Anh xem cái việc đó là nhẹ nhàng không có gì cả, mà anh đã phủi cái điều đó đi, đẩy qua một chuyển hướng, cái thái độ phản ứng của một vấn đề nó xảy lên đến mình. Và cuộc sống các anh chị cũng vậy á, nó luôn luôn là như thế các anh chị, nó sẽ luôn luôn có những cái điều bất như ý và những điều như ý đối với cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ không thay đổi được tất cả mọi vấn đề đến cuộc đời của mình đâu các anh chị, mà anh chị hãy thay đổi cách mà chúng ta phản ứng với vấn đề đó, là chúng ta hãy dành cái đời sống bình an và an lạc, mà chúng ta biết đón nhận những cái vấn đề mà bất như ý đến cuộc đời của mình, và chúng ta trang bị cho mình một cái tâm thức làm sao để có những điều đó. Thì buộc lòng anh chị chúng ta phải tập lắng nghe tâm mình nhiều hơn, dành thời gian để có thể tu tập, rèn luyện, nuôi dưỡng cái sự bình an trong bên tâm mình. Thì đây là một câu chuyện ngắn, và hy vọng là qua câu chuyện này các chị sẽ rút ra được rất nhiều bài học trong cuộc sống. Và Vũ cũng xin gửi tới các chị một chút sức khỏe, một chút bình an và hạnh phúc. Và hy vọng thời gian tới thì Vũ sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ chị nhiều hơn những clip nói về chủ đề gọi là cuộc sống. Cảm ơn các chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các chị rất nhiều nhé.